anh đã chịu gì. Vì quê hương yêu dấu, mà trong lòng bao thương nhớ đầy nhớ. Em ơi em giờ em đang ở phương nào, hãy về để mình cùng nhau ôn lại những kỷ niệm năm đẹp. Giờ đây anh thương em quá, vẫn không biết làm sao được. Biết bao điều anh muốn nói với em, nhưng giờ đây em mới chỉ còn trong kỷ niệm. Tới đây những ngày anh đi nhiều, có linh thiêng em hãy theo anh, để mình diễn chung như những năm nào. Trời ơi sao anh mà không nói được nên lời. Không còn em nữa, trong lòng bao thương nhớ đầy nhớ. Nhung ơi anh bước chân lên, khi lên mây bay để bay về quê hương cũ, nhưng chỉ thiếu mình em. Để cho lòng anh đau xót bao giờ chúng mình gặp nhau được. Anh nhớ từng nụ cười anh mang của em. Nhiều người giờ đây anh đã trở về Việt Nam rồi, mong rằng tới ngày 12 tháng 8 này em hãy theo anh nhiều. Như em ơi, khi bước chân về Việt Nam thì lòng bao nhiêu nỗi nào cũng mơ thấy em bao nỗi thương. Mãi mãi cách xa còn đâu em như ngày nào.
nên anh thương lắm, thương nhiều. Khi giờ về lòng lòng bao nỗi nhớ thương, từ nay giờ đi còn đâu em trong đời, còn đâu để chúng ta đi diễn cùng như những để anh tìm mãi, anh tìm hoài không thấy em trở về. Giờ anh như ngày nào, như mình ở bên nhau. Bây giờ em ở đâu? Về đây đổ chuyện. Về đây những dám cho gia đình, hãy chứng dám cho mọi người.